mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bồ Tát Mật Hạnh. Hòa Thượng Diệu Pháp kể, thời gian sư đi Vạn Phật Thành bái kiến Ngài Tuyên Hóa, tình cờ gặp một vị cư sĩ hộ pháp ở Vạn Phật Thành bị tai nạn xe tử vong. Vị cư sĩ này mấy năm nay chưa từng gặp vợ con, đến giờ mới hồi ngộ. Khi đó ông lái xe đón vợ con từ phi trường về, lúc sắp đến Vạn Phật Thành thì xảy ra tai nạn, vợ con bị thương nhẹ, chỉ mình ông tử vong. Có người hỏi Hòa Thượng Diệu Pháp, vị cư sĩ này bỏ gia quyến ở Đài Loan, một mình đến Vạn Phật Thành làm công tác hộ pháp kiêm giáo sư cho học sinh ở Vạn Phật Thành. Tâm địa ông rất tốt, nhưng vì sao lại gặp nạn chết dữ như vậy? Hòa Thượng Diệu Pháp đáp, người này là đẳng giác Bồ Tát tái lai, đến đây giúp sư Tuyên Hóa hộ trì Phật Pháp, vốn là bản nguyện của ông. Ông bị hoạn tử là do phải trả nợ oan khiên tiền kiếp, đồng thời cũng nhân đây cảnh tỉnh thế gian, mạng sống vô thường, phải tu hành tinh tấn. Bởi do đời quá khứ ông từng làm hại một đôi chim lớn, nên khi ông từ phi trường về thì đến thời điểm phải trả báo, nên bị thần thức hai con chim oan gia này dương cánh ra trước kính xe che khuất tầm nhìn, khiến ông không thấy đường lái, tông vào cột, bị tử nạn. Hòa Thượng hỏi vợ con ông, có phải chồng bà đã thúc hai người mau mau qua Mỹ không? Vợ ông thưa, dạ phải, mấy ngày trước ông cứ dặn mãi trong điện thoại, nói rằng cho dù ông không còn hiện hữu ở bên cạnh thì chúng con cũng phải ráng mà tu hành cho tốt. Khi đó con còn phiền bực vì thấy ông cứ nói hoài, bây giờ ngẫm lại mới hiểu là ông đã có chuẩn bị trước. Hòa Thượng giải thích, đây là do ông muốn hai người qua Mỹ gặp mình lần cuối để tiện ông ra đi. Lời Hòa Thượng làm cho vợ con ông cảm thấy rất an ủi, còn khích lệ họ tăng thêm tín tâm tu tập. Họ bèn đánh lễ Ngài. Những người tại hiện trường tin Hòa Thượng nói cũng thành kính đảnh lễ, nhưng cũng có nhiều người hoài nghi, buông lời phản đối vang tới tai Hòa Thượng. Trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh Lăng Nghiêm Phật giảng rất rõ, ngay cả dâm nữ, quả phụ, kẻ gian tặc, đồ tể cũng có thể là Bồ Tát, La Hán, tái lai thì hiện, huống nữa là cư sĩ và sa môn. Những vị tái lai này, ngay lúc khai ngộ rồi, họ cũng không hề vỗ ngực tự xưng hay khoe khoang, ta đây chính thực là Bồ Tát, La Hán. Ngoại trừ lúc mệnh chung, họ ngầm lưu di ngôn lại, hoặc sau khi họ mệnh chung rồi, thì sẽ có bậc trí tuệ nói ra thân phận họ. Còn riêng họ, thì im lặng mà đến, im lặng mà đi. Đây đều vì cần giáo hóa người mà thị hiện lý sinh bệnh vô thường, tất cả đều làm theo chư Phật đã an bài. Chuyện này đợi lúc quý vị khai ngộ thì tự nhiên sẽ minh bạch. Phàm phu chúng ta trong lúc còn mê mờ chưa minh bạch thì chẳng nên buông lời phê phán hồ đồ để tránh tạo nghiệp khẩu xấu, phạm lỗi vô biên. Đại sư Tịnh Am lúc 49 tuổi viên tịch, chúng ta không nên dùng nhãn quan phàm phu của mình mà bình phẩm ông ta tu không tốt nên bị đoản bệnh, bởi tất cả cảnh giới trước mắt đều là thử thách khảo nghiệm đối với người tu. Nếu thật là người chân tu thì chẳng thấy lỗi thế gian. Chẳng thấy lỗi thế gian không có nghĩa là thấy người làm việc xấu ác gì cũng không phê bình, khuyên ngăn, chế chỉ, mà chính là phải dùng quan điểm của Phật giáo để ứng phó. Ha ha ha,